Luật Việt Nam tiện ích tra cứu văn bản luật. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Kiến thức pháp luật của Luật Việt Nam với những thông tin pháp luật hữu ích liên quan đến nhiều đối tượng. Và sau đây là nội dung chính của video ngày hôm nay. Mặc dù bảo hiểm xe máy được nhắc đến rất nhiều trong đời sống hàng ngày, nhưng không phải ai cũng nắm rõ các vấn đề xung quanh loại bảo hiểm này. Trong video này, Luật Việt Nam sẽ tổng hợp những thông tin quan trọng liên quan đến bảo hiểm xe máy mà mọi người cần biết. Thứ nhất, bảo hiểm xe máy có mấy loại? Theo quy định tại thông tư số 22 năm 2016 của Bộ Tài chính, chủ xe cơ giới tham gia giao thông trên lãnh thổ Việt Nam phải tham gia bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới theo quy định tại thông tư này và các quy định khác có liên quan. Ngoài việc tham gia hợp đồng bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự, chủ xe cơ giới có thể thỏa thuận với doanh nghiệp bảo hiểm để tham gia hợp đồng bảo hiểm tự nguyện. Như vậy, hiện nay bảo hiểm xe máy có hai loại, bảo hiểm xe máy bắt buộc và bảo hiểm xe máy tự nguyện. Thứ hai, bảo hiểm xe máy giá bao nhiêu? Hiện nay, mức phí bảo hiểm xe máy bắt buộc hay còn gọi là bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của phương tiện được quy định tại thông tư 22 năm 2016 của Bộ Tài chính. Mức phí bảo hiểm của xe máy là 55.000 đồng một năm đối với xe mô tô hai bánh dưới 50cc và 60.000 đồng một năm đối với xe mô tô hai bánh trên 50cc. Lưu ý, mức phí trên chưa bao gồm 10% VAT. Còn bảo hiểm xe máy tự nguyện giá bao nhiêu phụ thuộc vào hợp đồng bảo hiểm giữa người dân và doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm. Kế đến là mua bảo hiểm xe máy, chủ xe nhận được quyền lợi gì? Theo thông tư 22, nguyên tắc bồi thường của bảo hiểm xe máy bắt buộc đó là khi tai nạn xảy ra, trong phạm vi mức trách nhiệm bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm phải bồi thường cho chủ xe cơ giới số tiền mà chủ xe cơ giới đã bồi thường hoặc sẽ phải bồi thường cho người bị thiệt hại. Trường hợp chủ xe cơ giới chết hoặc bị thương tật toàn bộ vĩnh viễn, doanh nghiệp bảo hiểm bồi thường trực tiếp cho người bị thiệt hại. Mức bồi thường cụ thể cho từng loại thương tật, thiệt hại về người được xác định theo bảng quy định trả tiền bồi thường thiệt hại về người theo quy định tại phụ lục 6, ban hành kèm theo thông tư 22 năm 2016. Ví dụ như, gãy xương cổ tay thì mức bồi thường có thể từ 5 đến 9 triệu đồng. Gãy hai xương cẳng chân tùy mức độ có thể được bồi thường đến 35 triệu đồng. Đặc biệt, nếu chết người thì mức bồi thường sẽ là 100 triệu đồng. Bên cạnh đó, mức bồi thường cũng có thể theo thỏa thuận, nếu có, giữa chủ xe cơ giới và người bị thiệt hại hoặc đại diện hợp pháp của người bị thiệt hại trong trường hợp người bị hại đã chết, nhưng không vượt quá mức bồi thường quy định tại phụ lục 6. Trường hợp có quyết định của tòa án thì căn cứ vào quyết định của tòa án nhưng không vượt quá mức bồi thường quy định tại phụ lục 6, ban hành kèm theo thông tư 22. Hiện nay, đối với bảo hiểm xe máy bắt buộc, mức bồi thường tối đa cho bên thứ ba bị thiệt hại tối đa là 100 triệu đồng một người một vụ tai nạn. Trong khi đó, với bảo hiểm xe máy tự nguyện, chủ xe sẽ nhận được quyền lợi có trong nội dung hợp đồng, thỏa thuận giữa bên bán bảo hiểm và bên mua bảo hiểm. Người mua có thể lựa chọn bảo hiểm cho chủ xe hoặc bảo hiểm cho chính chiếc xe. Vậy nếu xe máy không mua bảo hiểm thì có bị phạt? Theo đúng tinh thần tự nguyện, chủ xe máy không mua bảo hiểm tự nguyện không bị phạt. Nhưng nếu không có bảo hiểm xe máy bắt buộc, khi bị lực lượng chức năng kiểm tra, người điều khiển phương tiện sẽ bị xử phạt. Căn cứ Nghị định 100 năm 2019 của Chính phủ, người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy không có hoặc không mang theo giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới còn hiệu lực thì bị phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng. Có thể thấy, mức phạt này cao hơn nhiều so với giá bảo hiểm xe máy bắt buộc. Tuy nhiên, không phải ai cũng chấp hành đầy đủ quy định của pháp luật về việc mua bảo hiểm bắt buộc cho xe máy. Những thông tin vừa rồi đã khép lại video ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình của Luật Việt Nam. Để tra cứu toàn bộ hệ thống văn bản và thông tin pháp luật hiện hành, vui lòng truy cập website luậtvietnam.vn. Xin chào và hẹn gặp lại.